Dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Cất Việt. Thưa quý vị, giữ đúng lời hứa, hôm nay mình đã có mặt tại Đại Nam nha cả nhà. Mặc dù sáng sớm thì cả nhà cũng thấy khung cảnh là hết sức là bất ngờ ha. Quá đông du khách đến đây viếng thăm Đại Nam ha. Đây, cả nhà thấy hàng vạn người lũ lượt nối đuôi nhau tiến vào Đại Nam. Đây, rõ ràng ha. Ngày 2 và ngày 3 tháng 9 có những cái chương trình gì, những cái trò chơi gì thì người ta có để cái bảng trước đây. Còn đây là du khách tiến sang khu vực của xe trung chuyển, những đoàn xe lửa sẽ đưa du khách tiến vào Đại Nam. Đấy, có rất là nhiều xe, kể cả xe dịch vụ luôn nha. Xe này là xe của những cái quán ăn đó cả nhà. Khi mà chúng ta vào tham quan rồi, xong rồi cái xe này sẽ chở chúng ta về những cái quán để chúng ta ăn luôn. Còn cái xe mà xe lửa, xe nối đuôi đó mới là xe của Đại Nam, xe miễn phí nha cả nhà. Còn xe này thì coi như là bán miễn phí ha. Những cái xe màu vàng, màu xanh rồi đó. Còn xe màu trắng là xe của Đại Nam. Người ta để là rõ là xa lộ quán ha. Cả nhà thấy rất là đông không? Hôm trước thì cái thông tin một số kẻ phản diện đó cho rằng là Đại Nam thay tên đổi chủ, Đại Nam bây giờ không còn là của ông Dũng bà Hằng này kia nọ đó. Thì không biết thấy những cái khung cảnh này họ có tự nhục với bản thân hay không ha. Mà dường như họ quên cái chữ đó viết làm sao rồi hay gì đó. Cả nhà thấy không? Quá trời đông luôn. Còn ngoài nhà xe thì thôi hết chỗ để luôn. Xe kể cả xe 4 chỗ 4 bánh rồi xe 2 bánh gì mình thấy quá đông luôn. Nhưng mà nhìn cái cảnh người lũ lượt kéo nhau vào Đại Nam mình thấy rất là vui luôn cả nhà. Bởi vì ít ra cái danh tiếng của một khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á cũng đã kêu bằng có cái giá trị nằm ở chỗ này nè. Cả nhà thấy không? Xe hơi chạy vô tới đó là kẹt luôn á. Còn phải chạy qua bên chỗ nhà xe nữa. Còn người ta đi bộ thì thôi quá trời luôn. Hết sức luôn. Hết hình dung luôn. Xe này. Phải đi cận cảnh đến tận nơi để xem cái tình hình thực tế nó như thế nào. Chứ đằng này ở nhà cứ tưởng tượng ôi Đại Nam gì vắng như chùa Bà Đanh gì bây giờ chen chân không lọt luôn đó. Xe lửa thì trung chuyển cứ chạy vô chạy ra liên tục cả nhà thấy không. Bây giờ cái đoàn xe này mới chạy ra nè, còn đậu đây nè. Bây giờ cứ đưa người nườm nượp vô vậy đó. Hàng triệu người đến tham quan trong một ngày thì cả nhà biết cái doanh thu khủng cỡ nào đâu. Vậy mà cứ nói người ta làm ăn bết bát này kia nọ. Trời ơi, thật sự quý du khách, quý cô chú anh chị nhà mình mà đến thăm Đại Nam rồi chúng ta tham gia những cái trò chơi đó thì đôi khi cái số tiền đó cũng sẽ đến được với những cái tay của những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Chúng ta vừa tham quan du lịch mà chúng ta lại vừa giúp ích được xã hội thì nó quá tốt rồi. Cả nhà thấy không? Trời ơi đông, càng ngày càng đông luôn, mặc dù là giờ này mới có hơn 9 giờ thôi đó cả nhà. Mình quay lúc này là hơn 9 giờ thôi. Thấy hết hình dung chưa? Trời ơi, lớp người, lớp xe. Do mình zoom lên cho nên là đôi khi hình ảnh nó cũng không có được nét lắm mà cả nhà cũng thông cảm nha. Nhưng mà đại khái là phản ánh được cái tình hình là rất đông vào thời điểm này. Càng trưa là càng đông nha cả nhà. Tại vì sáng sớm đôi khi người ta ăn sáng này kia, rồi ở những khu vực xa nữa người ta đến đây tầm khoảng 10 giờ hơn 11 giờ là sẽ là rất là đông luôn. Từ đó tới chiều luôn á. Cho nên sáng sớm mình quay cho phản ánh cái tình hình thực tế cho nó dễ hiểu nhất. Chứ để thôi là lựa vào những cái thời điểm mà cao điểm đó thì lại nói là mình chỉ chọn những cái khung hình đông người quay. Nhưng mà rõ ràng hay mình lia xung quanh luôn, lia tới lia lui để cho cả nhà xem. Còn ai mà còn những cái luận điệu nó không có đúng thì nên tự nhìn lại bản thân mình đi. Ghét người ta rồi bắt đầu là quy chụp đủ kiểu hết. Cả nhà thấy không? Mình đi vòng vòng luôn từ cổng vô tới trong cái khu vực bên kia luôn. Người ta đi liên tục. Mà cứ nối đuôi nhau. Thấy chưa? Ngày hôm qua cũng rất là đông cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì mình mới có dịp lên tới đây để ghi lại những hình ảnh thực tế cho cả nhà xem. Chắc có lẽ là ai kia ở nhà mà tưởng tượng ra cái khung cảnh nó vắng lặng rồi bắt đầu tự nhục thôi. Chứ thực sự thì người ta đâu phải vậy. Hôm trước thì mình có xem một cái tờ báo nói rằng là khu du lịch Suối Tiên bây giờ không còn như xưa nữa, rất là thưa thớt người ta viếng thăm á, rất ít. Tại vì nói gì nói chứ rất là nhiều những khu du lịch khác
tất cả đều thu vép vào cổng, chỉ có duy nhất Đại Nam là không có thôi. Với lại cái khung cảnh của Đại Nam nó rộng lớn, nó quy mô, nó khác biệt so với phần còn lại, cho nên là không có lạ khi mà chúng ta thấy cái khung cảnh hàng vạn người kéo về đây ha. Đôi khi thì cũng có một phần nào đó người ta biết được cái danh tiếng Đại Nam là khu du lịch lớn nhất Đông Nam Á, người ta đến người ta thăm, hoặc là cũng có một phần liên quan đến cái sự ngưỡng mộ đối với Xuân Phương Hằng, đối với chú Dũng, cho nên người ta đến đây người ta tham quan. Hồi nãy thì bên cạnh mình có một đoàn du khách, có lẽ là du khách của Trung Quốc hay sao đó, cũng đến đây. Cả nhà thấy mình quay là liên tục người ta đi vô, thấy không? Đi vô không đó, tại vì buổi sáng sớm mà, cho nên là đi vô không, không có đi ra. Tầm khoảng trưa, quá trưa đó thì người ta sẽ trở ra. Giờ này là bắt đầu ha, bắt đầu là người ta mới vô thôi mà nó đã như vậy rồi. Mà đến thời cái bằng giờ cao điểm nữa thì còn đông cỡ nào nữa. Cả nhà thấy cái xe đây không có vô cái chỗ đậu, giờ phải chờ sự sắp xếp của mấy chú bảo vệ rồi đó. Thấy không nè, cả nhà coi bên đây nè, nó còn nối đuôi nhau để vô đó. Đó, thấy chưa? Máy móc này nó dỏm quá cho nên là quay không có hình ảnh không có được đẹp lắm nha cả nhà. Quá trời quá đất luôn. Chắc có lẽ là cũng một phần do cái hiệu ứng từ phiên tòa ha. Tòa người ta có quyết định là ngày 21 này đưa ra xét xử rồi, cũng có một số dấu hiệu cho thấy là cái vụ việc của Xuân Phương Hằng nó cũng sớm kết thúc, cho nên người ta cũng mong chờ một cái điều gì đó. Ít ra thì đến Đại Nam cũng coi như là, nếu mà không được gặp Xuân Phương Hằng cũng coi như là đến thăm bà Hằng. Coi như là vậy đi ha. Bởi vì hôm trước có một cái người chú ở nước ngoài về. Chú vừa về Việt Nam sắp xếp công việc xong là chạy lên Đại Nam để tham quan. Chú coi như là đến Đại Nam để nhìn cái bóng dáng của Xuân Phương Hằng thôi. Hy vọng rằng Xuân Phương Hằng sẽ gặp những cái điều thuận lợi. Ở bên đây thì chú Dũng cho xây một tượng Phật rất là lớn, nhưng mà chưa có xong, chưa hoàn thiện, cho nên là chưa có gỡ cái ấy ra. Còn đây là hai cái lá cờ rất là hoành tráng, cột cờ Đại Nam ha. Đấy. Hôm nay trời này đẹp nè cả nhà, nó không có nắng, đi vậy nó mát mẻ thoải mái ha. Xe chạy ra vô liên tục ha, người thì nối đuôi nhau. Rồi thì mình quay clip ngắn gọn để phản ánh cái tình hình thực tế vào sáng sớm ở Đại Nam như thế ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong để xem có gặp được nhân vật nào hay không, gặp được những cái người nổi tiếng hay không ha cả nhà. Hứa hẹn là sẽ có nhiều cái buổi ghi hình hấp dẫn cho cả nhà xem đây. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Chúng ta nhìn lại một cái đoàn người nối đuôi nhau nữa coi. Nghe chưa? Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.